Xin chào mọi người. Để biết phế vật kiến tông tập 37. Nằm trên mặt đất một ngày một đêm, dưới sự chữa trị của huyền khí màu vàng kim, vết thương trên người Dương Phong tuy vẫn chưa khỏi hẳn nhưng đã có năng lực hành động. Dương Phong từ móng vuốt của tiểu tử kia biết được rằng đại địa hùng vương trước mắt này căn bản không phải là huyền thú vương cấp đỉnh phong gì cả, mà là tồn tại đã bước được một nửa bước và lên cấp. Điều này khiến cho tâm tình đang buồn bực của Dương Phong tốt hơn một chút. Dù sao thì dưới sự va chạm của huyền thú vương cấp mà mất đi sức chiến đấu thì thực sự là có chút mất mặt. Trong lúc dưỡng thương ở địa bàn của đại địa hùng vương, Dương Phong xem như đã được kiến thức cái gì gọi là kỳ thị chủng tộc. Đại ngộ của hắn và tiểu tử kia là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Đại địa hùng vương đối với tử điêu tốt tới mức quá thực khiến cho Dương Phong vừa hâm mộ vừa ghen tị. Huyền gia linh thảo, huyền gia linh quả, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo mà Dương Phong không biết tên. Tóm lại, thứ mà đại địa hùng vương chiêu đãi tiểu tử kia thì không có gì là rắc rối cả, mà thứ đại địa hùng vương chiêu đãi hắn thì chỉ có mấy trái cây không biết tên mà còn là chẳng có phẩm giai gì. Điều này khiến cho Dương Phong có chút buồn bực. Cũng may tiểu tử kia đã để huyền gia linh thảo linh quả mà đại địa hùng vương tặng cho nó vào trong tiểu tuyền qua của hắn. Nói cách khác thì những thứ này hiện tại xem như là đã của hắn. Nhìn một đống linh thảo linh quả trong toàn qua đan điền, với tài lực và nhãn giới của Dương Phong hiện tại mà vẫn phải kinh hãi. Đại địa hùng vương một ngày này đã đưa tặng cho tiểu tử kia tới 50 loại linh thảo, hơn 100 loại linh quả không biết tên. Hơn nữa, những cái này tất cả đều là huyền giai, thậm chí trong đó còn có mấy thứ là huyền giai đỉnh phong. Ngoài được đại địa vương tặng ra, Dương Phong còn có một khoản thu nhập thêm khác, đó chính là nạp giới của 4 người nguyên môn và mấy người Minh Vũ học viện. Mới này hiển nhiên địa vị không cao, đánh năng lượng cộng lại cũng chỉ được 3 ngàn viên. Đánh năng lượng đối với người khác thì có lẽ rất hy hữu, nhưng đối với Dương Phong mà nói thì cũng chẳng quan trọng gì, bởi vì trong nạp giới của hắn ước chừng có gần 4 vạn viên đá năng lượng, cho nên đá năng lượng của mấy người lúc đó đã bị hắn thuận tay đưa tất cả cho Thanh Tuyết. Trừ đá năng lượng ra, Dương Phong từ trong nạp giới của mấy người còn có được 3 môn huyền kỹ cùng 6 kiện huyền bảo. Trong 3 bản huyền kỹ chỉ có 1 môn là huyền giai, 2 môn huyền kỹ còn lại đều là hoàng cấp đỉnh phong. 2 môn huyền kỹ hoàng cấp Dương Phong chỉ nhìn thoáng qua rồi để sang một bên. Hiện tại không phải là huyền kỹ huyền giai thì hắn hoàn toàn không thèm quan tâm. Môn huyền kỹ huyền giai đó là một môn huyền kỹ trưởng pháp tên là Phát Kim Trưởng, là thu được từ trong giới chỉ của Tuyên Minh. Môn huyền kỹ này nếu lấy uy lực để luận thì hoàn toàn không kém gì kiếm khí chỉ của hắn. Chính là Dương Phong vẫn không lựa chọn tu luyện, có 2 nguyên nhân. Thứ nhất là vì nguyên môn cự á của Nam Vực thì hắn không thể không kiêng kỵ. Nếu hắn tu luyện môn huyền kỹ này, về sau nó bị nguyên môn biết, và khẳng định sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Hơn nữa, môn huyền kỹ này đối với hắn mà nói thì không phải là quá quan trọng. Nguyên nhân thứ hai là bởi vì tham ăn quá thì không tốt. Hiện tại hắn đã có không ít huyền kỹ, nhưng trừ kiếm pháp và hậu pháp chế nhân ra, những cái khác đều chỉ tính là tiểu thành. Hiện tại hắn thực sự không có thời gian tu luyện huyền kỹ khác. Tuy mấy môn huyền kỹ này và mấy môn huyền kỹ của huyết thủ đều không thể tu luyện, nhưng bán đi thì bán được. Những huyền kỹ này phẩm giai không thấp, bán được giá tốt là chuyện rất dễ dàng. Về phần mấy món huyền bảo, Dương Phong nhìn trúng một đôi giày huyền giai hạ phẩm. Giày này có màu xanh thẫm, nhưng khác với giày của hắn là đôi giày này đằng sau có một đôi cánh chim màu trắng nho nhỏ. Cánh nhỏ màu trắng thuần khiết mềm mại phiêu dật như là lông chim có một loài chim nào đó. Sau khi Dương Phong đưa đôi giày nào vào và rót huyền khí vào trong đó, Dương Phong liền không thể bình tĩnh được nữa. Bởi vì đôi giày này không ngờ là có năng lực đề cao khả năng nhảy, đặc biệt là đẩy cao tốc độ. Sau khi đi vào rồi thi triển tập phong bộ, bản thân Dương Phong cũng bị khiếp sợ bởi tốc độ của mình, ít nhất thì cũng nhanh hơn gấp đôi. Chính là huyền khí này tiêu hao quá khủng bố, Dương Phong chỉ thi triển một lần tập phong bộ đã tiêu hao 1/4 huyền khí của hắn rồi. Phải biết rằng bình thường tập phong bộ của hắn cho dù là liên tục thi triển mấy chục lần cũng chẳng sao, nhưng hiện tại hắn nếu muốn dùng đôi giày này để giá trị thì chỉ có thể thi triển được 4 lần. Tuy huyền khí tiêu hao quá lớn nhưng hiệu quả cũng rất lớn. Đương nhiên giày này chỉ nên dùng vào thời khắc mấu chốt. Từ đôi giày này ra, 5 kiện huyền bảo còn lại Dương Phong không thèm nghĩ tới, để hết vào trong nạp giới chuẩn bị sau này mang đi bán. Là nghỉ ngơi một ngày, sau khi thương thế ở trên người đã hoàn toàn khỏi hẳn, Dương Phong chuẩn bị dẫn tiểu tử kia rời đi. Khi rời đi, đại địa hùng vương lại tặng cho tử điêu rất nhiều đồ. Khi Dương Phong cao hứng tới mặt mũi cũng nở hoa, trong lòng không khỏi thầm nghĩ,
mình sau này mà nghèo thì nhất định phải dẫn tiểu tử này tới đánh cướp thú vương Thập Vạn Đại Sơn. Tuy không thu phục được Đại Địa Hùng Vương, nhưng thu hoạch lần này của Dương Phong là không hề nhỏ. Từ thu hoạch trên vật chất ra, thực lực của hắn còn có tiến bộ không nhỏ. Đánh với Đại Địa Hùng Vương một trận, hắn cũng lĩnh ngộ được rất nhiều. Hơn nữa, từ sau trận chiến đó, hắn lờ mờ đã cảm giác được hắn sắp đột phá. Hắn hiện tại là huyền giả cửu giai đỉnh phong, đột phá tiếp sẽ chính là tiên thiên, nếu đạt tới tiên thiên và thực lực của hắn sẽ nhấn vọt trên thực chất. Tiên thiên thật sự là khiến cho người ta chờ mong. Dương Phong cười cười, đúng lúc này tử điêu trên vai Dương Phong đột nhiên tuôn ra một luồng ánh sáng tím, sau đó móng nhỏ chỉ về phía một cái đại thủ cách trước người Dương Phong mấy chục trượng. Đây là tín hiệu có nguy hiểm. Dương Phong biến sắc, không chút nghĩ ngợi rút kiếm bổ vào cái cây đó. Một đạo kiếm khí cắt ngang không khí, nháy mắt đã bắn lên cái đại thủ. Đại thủ ầm ầm vỡ nát. Cùng lúc đó, một bóng đen từ bên trong tập kích về phía Dương Phong, tốc độ nhanh như tia chớp. Nhìn thấy đạo bóng đen này, hai mắt Dương Phong híp lại. Đợt khi bóng đen tới trước người hắn nửa trượng thì Dương Phong đột nhiên rút kiếm, cang. Một tiếng kim loại va chạm vang lên. Trường kiếm trong tay bóng đen chỉ còn cách ít hầu Dương Phong nửa tấc thì kiếm trong tay Dương Phong đã đâm vào ngực áo đen, nhưng không đâm sâu vào được mà bị một thứ gì đó chặn lại. Bóng đen biến sắc, không chút do dự chém phải, giảm xuống đất, cắn người nhảy ngược ra sau. Chỉ sau hai ba cái hô hấp đã biến mất trong tầm mắt Dương Phong. Một kích không thành chạy xa ngàn dặm. Thu kiếm lại, Dương Phong không truy kích theo. Đối phương đã cắt xa hắn, hắn căn bản là không đối kịp. Chính là rốt cục là ai muốn giết hắn chứ? Đối phương vừa nhìn đã biết là sát thủ, mà sát thủ thì sẽ không vô duyên vô cớ tới giết mình. Chỉ có một cách giải thích, đó chính là sát thủ này được người khác mời đến giết mình. Chính là cái địch mà mình có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, người thầy giết mình đã giết cả rồi, rốt cục thì là ai chứ? Rất nhanh, Dương Phong nghĩ tới hai người, chuẩn xác mà nói thì là hai thế lực Bát Đao Cung và Kiếm Tông. Bởi vì hắn có mâu thuẫn với hai thế lực này, chỉ là Dương Phong vẫn có chút nghi hoặc. Theo lý mà nói, với thực lực của hai thế lực này thì căn bản không cần mời sát thủ tổ chức hắn làm gì. Mà nếu không phải là hai thế lực này, vậy thì là ai chứ? Thực lâu sau, Dương Phong áp chế nghi hoặc trong lòng, nhìn về phía bóng đen thất vọng nói: đáng tiếc không thể một kiếm khống chế hắn, bằng không đã chẳng phải mù đoán rồi. Có điều công pháp ẩn nấp của người này thực sự rất cao cường, cách tỉnh như vậy mà ta không ngờ không hề cảm nhận được điều gì khác thường. Nếu không phải có thể tuổi này thì chờ ta sau khi đi qua cái cây này, hắn nên như xuất động công kích, mình chỉ sợ sẽ thực sự ngập nặng ở đây rồi. Nghĩ vậy, Dương Phong cọ cọ vào đầu tiểu tử đó nói ra: cảm ơn người, nếu không phải có người hôm nay thì ta sẽ gặp nguy hiểm rồi. Tôi đều chớp chớp mắt, sau đó cúng cái đầu nhỏ cũng cọ cọ vào mặt Dương Phong. Lần sau người để phát hiện ra hắn thì đừng phóng ánh sáng tím, lén nói cho ta biết là được rồi, hiểu chưa? Dương Phong nói ra: lúc trước khi tiểu tử này báo với hắn là có nguy hiểm, vì phản ứng của bản năng hắn không chút nghĩ ngợi liền rút kiếm chém ngay, thế cho nên mới kinh động đối phương trước. Nên hắn không kinh động đối phương mà là sau khi tiếp cận đối phương mới xuất thủ, và thì đối phương căn bản không thể nào đào thoát được. Đối với điểm này, Dương Phong rất tự tin. Tự nhiên lúc trước hắn dám để cho đối phương sau khi tiếp cận hắn rồi mới rút kiếm, chỉ đáng tiếc lúc đó hắn muốn giữ lại người sống, thế nên không vận dụng kiếm khí và huyền ý màu hoàng kim. Nhưng hắn không ngờ tới đối phương lại mặc một kiện huyền giáp. Có điều sẽ còn có cơ hội khác, Dương Phong có một loại trực giác, đó chính là đối phương sẽ là tới tìm hắn. Nếu không có tiểu tử này, thủ đoạn ẩn nấp của đối phương sẽ khiến Dương Phong vô cùng đau đầu. Nhưng sau khi có tiểu tử này rồi, bất kỳ thứ nào tiến vào trong phạm vi 20 trượng chung quanh hắn đều bị hắn phát hiện ra. Có tiểu tử này ở đây, hắn có thể từ sáng chuyển sang tối, mà đối phương lại từ tối chuyển sang sáng. Dương Phong rời khỏi Đoạn Hồn Sơn Mạch, đi sâu vào trong Thập Vạn Đại Sơn để dẫn dụ sát thủ kia. Dương Phong không gọi ra hai U Minh Lăng Vương, chỉ bảo tiểu tử kia đứng ở trên vai hắn. Ba ngày sau, Dương Phong cuối cùng cũng ra khỏi Đoạn Hồn Sơn Mạch để tới một vùng bình nguyên. Đúng thế là bình nguyên. Vùng bình nguyên này mênh mông vô bờ, vô cùng rộng lớn. Dương Phong không biết vùng bình nguyên này là ở nơi nào, bởi vì lúc trước bản đồ mà Man Tử đưa cho hắn chỉ có vẽ về khu vực bên ngoài Đoạn Hồn Sơn Mạch. Bên trong Đoạn Hồn Sơn Mạch thì trên bản đồ không có ghi chép gì. Có thể nói bắt đầu từ khi hắn bước vào trên vùng bình nguyên này thì là không biết gì về những thứ ở phía trước, bao gồm có cả huyền thú gì cũng hề hay biết. Trong vòng 3 ngày này, Dương Phong đã ở chung quanh Đoạn Hồn Sơn Mạch, gặp phải một số huyền thú vương, nhưng Dương Phong không thu nhận bởi vì Tử Điêu không để vào trong mắt. Trải qua giải thích của Tử Điêu, Dương Phong minh bạch Tử Điêu vì sao không để những huyền thú vương này vào trong mắt, bởi vì huyết mạch của chúng rất kém. Đúng thế, huyết mạch ở trong các huyền thú cũng quan trọng như thiên phú của nhân loại.
huyết mạch kém thì đại biểu thành tựu về sau của huyền thú sẽ có hạn. Nếu thành tựu có hạn thì không cần phải bồi dưỡng. Dưới đó thì Dương Phong vẫn hy vọng thú vương mình thu phục được có thể càng lúc càng mạnh, chứ không vĩnh viễn dừng ở thú vương. Cho nên Dương Phong đi tới nơi này, mục đích tất nhiên là để tìm kiếm thú vương có tiềm lực. Nhìn một mảnh săn mượt trước mặt, khóe miệng Dương Phong nở nụ cười, giống như người tới điều gì đó, xoay người nhìn lướt qua vùng rừng rậm, nhẹ giọng nói: không biết người có gan đuổi theo hay không. Nói xong, Dương Phong không dừng lại, cứ vậy lao về phía trước. Ba ngày qua, người từng ám sát Dương Phong vẫn không hề xuất hiện, nhưng trực giác nói với Dương Phong biết đối phương căn bản chưa rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, mà là từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm hắn. Sở dĩ ba ngày qua không ra tay có lẽ chỉ vì chưa tìm được cơ hội mà thôi. Hiện tại hắn muốn đi sâu vào bên trong Thập Vạn Đại Sơn thần bí nguy hiểm này, người đó liệu có dám tiến vào theo hay không? Ngay khi Dương Phong xoay người lao về phía trước, một bóng đen từ trong một gốc cây đi ra. Bóng đen nhìn thoáng qua phương hướng Dương Phong đang đi, không hề do dự, thân hình khẽ động lao theo Dương Phong. Nếu có người ở đây sẽ phát hiện ra bóng đen cực kỳ quỷ dị, bởi vì bóng đen thân hình đến đây một cái không phải là thuấn di, mà là bóng đen di động mỗi một trường thân hình sẽ biến mất một thoáng, khi xuất hiện trở lại thì đã ở ngoài mấy trường. Để dẫn dụ sát thủ đó, Dương Phong không triệu hồi Tiểu Hôi, tốc độ tất nhiên là rất chậm, đi mấy canh giờ mà vẫn ở trong vùng bình nguyên này. Nên đi thêm một canh giờ, Dương Phong đột nhiên dừng chân, lông mày nhíu lại. Hắn phát hiện ra vùng bình nguyên này có chút gì đó không đúng lắm, bởi vì trên đường đi hắn không thấy trên bình nguyên này có một huyền thú nào, cho dù là huyền thú cấp thấp cũng có. Bình thường loại tình huống này chỉ có hai nguyên nhân: thứ nhất chính là vùng bình nguyên này có thứ gì đó khiến huyền thú kiên kỵ; thứ hai là loại bình nguyên này là địa bàn có một huyền thú hoặc là một chủng tộc, ví dụ như đoạn hồn sơn mạch của đại địa hùng vương. Nhưng khác với đoạn hồn sơn mạch của đại địa hùng vương, thú vương và tập quần khu vực này cấm huyền thú khác bước vào. Dự phòng nghiêng về khả năng thứ hai, mà thú vương hoặc là tộc quần có thể khiến huyền thú khác không dám bước chân vào, vậy thì thực lực khủng bố tới cỡ nào chứ? Dù sao thì khẳng định cũng không thấp hơn đại địa hùng vương. Nếu chỉ có một con còn đỡ, nhưng bản nhất thú vương này không lẽ lo một mình như đại địa hùng vương, mà là có một đống tiểu đệ thì sao? Tiểu tử, dạng huyền thú gì thì không phải sợ ngươi. Dự phòng quay đầu nhìn Tử Điêu ngồi trên vai hắn, việc này phải hỏi một chút, bằng không trong lòng hắn không yên. Tử Điêu chớp chớp mắt, nghĩ nghĩ một hồi, sau đó móng vuốt nhỏ chỉ lên trời rồi lại chỉ xuống đất, sau đó thì vươn móng vuốt nhỏ ra. Thời thế Dương Phong nhíu mắt lại, ít thầu co giật tối đa. Ngươi là nói trên trời dưới đất chỉ có năm loại huyền thú mới không phải sợ ngươi đúng không? Tử Điêu gật đầu. Và nói cách khác, trừ năm loại huyền thú ra thì huyền thú khác không có con nào là ngươi không thu thập được đúng không? Là đại cấp bậc không cao đúng không? Tử Điêu nghĩ nghĩ, sau khi cảm thấy không quên gì thì lại gật đầu. Dương Phong hít sâu một hơi, sau đó vô cùng nghiêm túc nói ra: Tiểu Dương Hỏa, ngươi đừng có tin tưởng với ta, mà không ta lấy đi chế chập một huyền thú vô cùng lợi hại nào đó thì hai chúng ta xong đời đó. Đối với sự hoài nghi của Dương Phong, Tử Điêu vô cùng bất mãn, móng vuốt nhỏ hung hăng tóm lấy đầu Dương Phong. Dương Phong xoa xoa cái đầu nhỏ của Tử Điêu, sau đó không tiếp tục đề tài này nữa, tiếp tục tiến về phía trước. Hiện tại trong lòng hắn đã có chỗ dựa. Dương Phong lúc này trong lòng từ có chỗ dựa ra thì còn vô cùng khiếp sợ. Trên trời dưới đất chỉ có năm loại huyền thú là không sợ hãi tiểu tướng này, điều đó đại biểu cho cái gì chứ? Dương Phong mới nghĩ thôi liền cảm thấy sợ hãi. Tóm lại, bất kể là thế nào, lần này đã nhặt được vật báu rồi. Đột nhiên phía sau có tiếng vó ngựa vang lên, Dương Phong dừng chân xoay người nhìn về phía xa xa. Đập vào mắt là một đội ngũ kỵ binh khoảng chừng 100 người đang tới. Trong tầm mắt Dương Phong nhìn thấy đội kỵ binh này, Dương Phong rất kinh ngạc, bởi vì đội kỵ binh này rõ ràng là nhân loại, hơn nữa đội kỵ binh này đang cưỡi không ngờ là huyền thú tứ giai Phong Điệp Mã. Phong Điệp Mã tứ phẩm huyền thú, không có sức chiến đấu nhưng tốc độ của nó là cực nhanh. Nghe đồn cực phẩm Phong Điệp Mã nhanh nhất có thể phi như xé gió. Toàn bộ năm vực chỉ có một thế lực có thể sử dụng Phong Điệp Mã, đó chính là Đại Thần Đế Quốc. Tầm một thế lực khác không phải không thể dùng, chính là không được dùng mà thôi. Chính là Dương Phong nghĩ không thông, đội ngũ kỵ binh của đế quốc này vì sao xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn chứ? Ngay khi Dương Phong đang nghi hoặc thì đội kỵ sĩ 100 người này đã đi tới cách Dương Phong không xa. Khi một nam tử trung niên mặc khôi giáp màu vàng kim nhìn thấy Dương Phong thì trên mắt hiện lên một tia đề phòng. Không chỉ là hắn, kỵ binh mặc khôi giáp màu bạc phía sau lưng nam tử trung niên này vẻ mặt cũng rất đề phòng.
Khi nhìn gần, đội kỵ binh này, Diệp Phong động dung. Mỗi người trong đội ngũ của kỵ binh này không ngờ đều là cường giả tiên thiên. Nam tử trung niên mặc khôi giáp bằng hoàng kim thì càng sao không lường được. Hơn nữa, khí tức của đội kỵ binh này vừa nhìn đã biết chính là thần kinh bách chiến. Một đội ngũ như vậy vì sao lại tới Thập Vạn Đại Sơn chứ? Diệp Phong càng thấy nghi hoặc. Trung niên nhân dẫn đầu đội kỵ binh nhìn Diệp Phong với vẻ đề phòng. Khi thấy thực lực của hắn thì trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh để khôi phục lại bình tĩnh, cũng không có ý chào hỏi Diệp Phong, chỉ dẫn kỵ binh tiếp tục tiến về phía trước. Thường có đệ tử tông môn đến Thập Vạn Đại Sơn lịch lãm, xuất hiện một người cũng có gì đáng ngạc nhiên. Diệp Phong cũng có ý chào hỏi đối phương, đội ngũ này không gây phiền toái cho hắn là tốt rồi, hắn cũng sẽ không tự dưng lại đi xin sự. Chỉ có chút tò mò nhìn thoáng qua một chiếc xe ngựa ở trung tâm đội kỵ binh, có thể thấy được đội ngũ này đang hộ tống chiếc xe ngựa này, bởi vì đội ngũ kỵ binh này cơ hồ là đang bao vây lấy chiếc xe ngựa. Bất kỳ ai nếu muốn đánh lén hoặc là tiếp cận chiếc xe ngựa này, vậy thì cần phải bước qua đội kỵ binh này trước. Ầm ầm, ngay khi đội kỵ binh này đi qua Diệp Phong, mặt đất rung chuyển, bốn phía đột nhiên truyền đến tiếng vang còn khủng bố hơn cả tiếng vó ngựa. Trung nhân dân dẫn đầu biến sắc nhưng cũng không bối rối, trường thương màu vàng kim trong tay chỉ lên quát lớn: có kẻ địch tập kích, địch trận! Dứt lời, đội kỵ binh nhanh chóng co về phía sau, bao bọc lấy chiếc xe ngựa, sau đó cũng đều tự dũng động quyền khí, vẻ mặt đề phòng. Diệp Phong thầm nghĩ không ổn, muốn lập tức chuồn đi. Khi hắn vừa cất bước, ở bốn phía bình nguyên đột nhiên vô số huyền thú ùa ra. Những huyền thú này tạo thành thế bao vây ập về phía Diệp Phong và đội kỵ binh này. Khi thế đó quả thực là có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Diệp Phong chỉ nhìn lướt qua những huyền thú đang vây tới một cái, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Những huyền thú này hình thể cao lớn, bất kỳ một con nào cũng không hề bé hơn Tiểu Hôi. Quan trọng nhất là những huyền thú này không ngờ đều là bát phẩm và cửu phẩm, không có một con nào là dưới bát phẩm. Là lịch diễm sư tộc lấy phù. Nhìn thấy những huyền thú này, Trung Nhân Dân nhẫn đầu trầm giọng quát. Tiếp lời, 100 người đó không chút do dự, đệ tử trong ngực lấy ra một tấm phù lục, sau đó vỗ lên người mình. Diệp Phong thấy đó là cường lực phù, hơn nữa cơ bản tất cả đều là phù lục trung phẩm. Đương nhiên hiện tại hắn không có lòng để quan tâm tới sự tài đại khí thô của đội ngũ này, hắn đang nghĩ đường trốn. Mấy ngàn con huyền thú khi còn cách đám người Diệp Phong 10 trượng thì dừng lại, sau đó gầm rú đối với bên Diệp Phong. Lúc này huyền thú phía trước đám người Diệp Phong đột nhiên tách sang hai bên, sau đó một đại hán trâu quan nón từ bên trong đi ra. Nhìn thấy đại hán trâu quan nón này, Diệp Phong đầu tiên là ngây ra. Khi nhìn thấy khuôn mặt đầy lông trên mặt hắn, sắc mặt Diệp Phong trở nên vô cùng ngưng trọng, bởi vì đại hán trâu quan nón trước mắt này là huyền thú linh cấp đã có thể biến ảo thành hình người. Nhìn đại hán trâu quan nón từ huyền thú biến ảo thành cùng lịch diễm sư tử đông nghìn nghịt, Diệp Phong hiện tại chỉ thấy cầu tiểu tử kia lúc trước thực sự không phải là nó khoác, mà không hôm nay hắn rất có thể sẽ phải trở thành thịt ngon trong miệng đối phương rồi. Không chỉ Diệp Phong, khi đại hán trong quan nón đi ra, sắc mặt trung niên nhân mặc khôi giáp hoàng kim cũng trở nên ngưng trọng. Huyền thú mạnh hơn nhân loại, đây là điều mà mọi người đều công nhận. Huyền thú vương cấp cùng cấp với cường giả cùng nhân loại tiên thiên cảnh, nhưng thực lực thì lại có thể chống lại cường giả nhân loại vương giả cảnh. Mà huyền thú linh giai thì không cùng cấp với cường giả vương giả cảnh, mà là cùng cấp với cường giả nhân loại linh giả cảnh. Còn chỉ có bắt đầu từ linh giả cảnh, chênh lệch giữa nhân loại và huyền thú mới được rút ngắn lại. Trong nhân dân mặc khôi giáp hoàng kim hít sâu một hơi, lập tức một cuộc khí tức khủng bố từ trong cơ thể ùa ra, mà sau lưng hắn một đôi cánh chim được ngưng tụ từ huyền khí chậm rãi xòe ra. Cánh chim nhẹ nhẹ đập, thân thể trung niên nhân trần giá mắt bay lên, sẽ rất chậm rãi dừng ở đối diện đại hán trung quanh nón. Huyền khí hóa cánh, cường giả linh giả cảnh. Nhìn bộ đôi cánh chim sau lưng trung niên nhân, Diệp Phong trong lòng rùng mình, sau đó thì thở phào nhẹ nhõm. Có cường giả linh giả cảnh ở đây rồi, chứ đợi trung niên nhân này cầm chân huyền thú linh cấp này thì mình sẽ bỏ chạy chắc chắn cũng không quá khó. Nhìn địch của Ngô Hoàng, hộ tống trưởng công chúa Điện Hạ tới thủ đô kết thân cùng hòa tử Điện Hạ của Quy Quốc. Trung niên nhân mặc khôi giáp hoàng kim nhìn đại hán trong con nón trầm giọng nói: kết thân sao? Khóe miệng đại hán trong con nón phát ra một nụ cười lạnh, nói ra: kết thân thì không cần thiết đâu, quay về đi. Còn nữa, trở về nói với hoàng tử có các ngươi một câu, bảo hắn đừng có vọng tưởng nhúng tay vào chuyện của huyền thú đế quốc ta. Bảo không ngày sau 10 vạn thiết kỵ sẽ rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn sang bằng đế quốc đại thành của các ngươi. Vâng, các bạn, trong nhân dân mặc khôi giáp hoàng kim hai mắt híp lại trầm giọng nói: ngăn cản hai nước kết thành quan hệ thông gia, các ngươi biết hậu quả đúng không? Hậu quả sao? Đại hán đột quân nón khinh thường cười một tiếng, chân phải dầm mạnh xuống đất, mặt đất trở nên mắt mấy trượng xung quanh trực tiếp lún xuống.
cho ngươi một cơ hội cuối cùng, dẫn người của ngươi cút khỏi thập vạn đại sơn, bằng không hôm nay sẽ là ngày chết của các ngươi. Dứt lời, đàn liệt diễm sư lập tức gầm rú, từ hồ thiết hình tôi điên nhân hoàng kim dám đánh nữa chứ không, sẽ lập tức xông lên cắn xé. Nhìn thấy đàn sư tử và đại hán râu quanh nón như vậy, Tử Điêu trên vai Dương Phong có chút khó chịu, đã chuẩn bị nhảy lên giáo huấn đám gia hỏa không biết trời cao đất rộng này một chút, thì Dương Phong ấn hạnh vội vàng ôm lên nó nói ra: "Tiểu tử, đừng nóng giận vội, bây giờ vẫn chưa phải lúc chúng ta xuất thủ." Dương Phong cũng không dám để tiểu tử này ra ngoài phát huy, hiện tại ở bên cạnh còn có người của hoàng thất đế quốc Đại Tần, hắn không muốn tiểu tử này bại lộ trong mắt bọn họ. Hơn nữa tiểu tử này liệu có làm huyền thú lên cấp phải kinh sợ hay không thì vẫn còn là vấn đề, nếu thể thì tốt, nhưng và nếu không thể thì sao đây? Trong mắt Trung Ninh Nhân mặc khôi giáp màu hoàng kim lấy lên ánh sáng lạnh lùng, lạnh lùng nhìn đại hắn cho con nón một cái, rồi sau đó xoay người lên xe ngựa. Đột nhiên hắn dừng chân, quay đầu nhìn về phía Dương Phong, thấy trên mặt Dương Phong không có được điểm e ngại thì lập tức ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nói ra: "Tiểu huynh đệ, kiếm không rời tay, để đệ tử kiếm tông sao?" Dương Phong ngẩn ra, hắn không ngờ cường giả linh giả cảnh này là chào hỏi cùng hắn, lập tức lắc đầu: "Không phải." Thấy Dương Phong phủ định, Trung Ninh Nhân mặc khôi giáp màu hoàng kim có chút bất ngờ, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó đi tới trước cửa xe ngựa, nói lại những lời mà đại hán trong quan nón vừa nói. Hồi lâu sau, bên trong xe ngựa truyền đến giọng nữ trong trẻo lạnh lùng: "Nếu đối phương đã không chào đón ta, thì ta việc gì phải nhiệt tình như vậy chứ? Về nước." Trung Ninh Nhân mặc khôi giáp hoàng kim nhướng mày, chờ dừng một chút rồi nói ra: "Điện hạ, chúng ta nếu cứ như vậy mà về, thì biết anh nói như thế nào với bệ hạ đây?" "Anh nói sao?" Bên trong xe ngựa truyền ra tiếng cười lạnh: "Nếu vậy thì ngươi giải quyết đám huyền thú trước mặt đi, chúng ta không phải là có thể đi tới thủ đô sao?" Trung Ninh Nhân cười chua chát: "Điện hạ, đối phương trên số lượng hơn chúng ta mấy chục lần, hơn nữa lại có cả huyền thú linh cấp, chúng ta làm thế nào để thủ thắng đây? Ngươi vừa không muốn về nước, lại vừa không thể giải quyết được những huyền thú này, vậy ngươi muốn như thế nào?" Thanh thanh âm của người bên trong xe ngựa mang theo vẻ mất kiên nhẫn và tức giận: "Thu hạ muốn mời điện hạ truyền âm phù thông tri cho báo hoàng điện hạ ở sâu trong thập vạn đại sơn, bảo hắn phái người đến viện trợ chúng ta." Trung Ninh Nhân nói ra: "Truyền âm phù cực phẩm, người có sao?" Vừa nghe vậy, vẻ chua chát trên mặt Trung Ninh Nhân càng đậm hơn, biết người bên trong xe ngựa không muốn tới thủ đô, lập tức cũng không phí nước bọt nữa, thi lễ với xe ngựa rồi sau đó xoay người bước về phía đại hán trong quần nón. Trở về tuy sẽ bị trách phạt, nhưng vẫn còn tốt hơn là chết ở đây, hắn đã quyết định rồi. Ngay khi hắn chuẩn bị hạ lệnh quay về nước, thì một con chim ưng to lớn màu đen từ trên không trung bay xuống, tới đó dừng ở trước mặt. Sau một lát, đại hán trong quần nón xoay người nhìn đội kỵ binh này của đế quốc Đại Tần, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn: "Từ đầu đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi lại không biết trân quý. Hiện tại, cho dù các ngươi còn muốn chạy thì không kịp nữa rồi. Giết!" Dứt lời, đám sư tử đói khát ở xung quanh lập tức rú lên, sau đó thì điên cuồng vồ về phía 100 người. Trung Ninh Nhân mặc khôi giáp hoàng kim biến sắc, lập tức quát to: "Bảo hộ điện hạ!" Nói xong, hắn tung người nhảy lên, trường thương trong tay đột nhiên cách không quét ngang mấy chục con liệt diễm sư tử ở trước mắt. Ầm! Một luồng ánh sáng bạc bắn ra, mấy chục liệt diễm sư tử ở trước nhất trong nháy mắt bị chém mất nửa người. Cùng lúc đó, 100 kỵ binh bảo vệ xe ngựa cũng cầm trường thương trong tay, đồng loạt vung về phía đám huyền thú đang vồ về phía bọn họ. Lập tức trận hỗn chiến bắt đầu. "Đối thủ của ngươi là ta!" Một tiếng quát lớn vang lên, đại hán trong quần nón xuất hiện trước mặt người trung niên mặc khôi giáp hoàng kim, sau đó một quyền đánh ra. Nhìn thấy đại hán trong quần nón và người trung niên mặc khôi giáp đánh với nhau, Dương Phong ở bên cạnh đang né tránh sư tử trong lòng rất vui, sau đó thì không nghĩ ngợi chạy về phía bắc. Ân oán giữa đế quốc Đại Tần và đế quốc huyền thú hắn không muốn tham gia, về phần cứu người sao, nói đùa cái gì chứ, hắn vẫn cứ tự cứu mình trước đã. Nhưng mà đúng lúc này, một con liệt diễm sư tử cũ dai đột nhiên chắn trước mặt Dương Phong, sau đó há to miệng xông về phía hắn. "Cút đi!" Gần đó một tiếng, Dương Phong tung người nhảy lên, rút kiếm chém vào cổ con sư tử trước mặt. Nhục thân khủng bố của huyền thú dưới một kiếm của Dương Phong giống như một khúc gỗ mục, trường kiếm không gặp chút trở ngại nào xuyên thấu cổ huyền thú cũ dai này, sau đó thì một cái đầu sư tử bay ra. Mà đúng lúc Dương Phong sắp hạ xuống đất thì con người hắn đột nhiên co rút lại, sau đó không chút nghĩ ngợi xoay người bạc kiếm chém một phát, cang! Một tiếng kim loại va chạm vang lên, phía sau vốn trống không đột nhiên xuất hiện một người áo đen, mà một kiếm nhanh như cắt của Dương Phong cũng bị cái muỗng trong tay người áo đen cản lại, không thể tiến thêm một chút nào. Nhưng áo đen không thể thấy rõ dung mạo trước mắt, trong mắt Dương Phong chợt trở nên sắc ý, hét to một tiếng, huyền khí màu vàng kim trong cơ thể
rót vào bên trong trường kiếm. Sau đó thì cầm trường kiếm đột nhiên đẩy về phía trước, cang cái muỗng trong tay người áo đen theo tiếng mà gãy. Một kiếm của Dân Phong từ trên xuống dưới, trực tiếp từ đến đầu người áo đen chọc thẳng xuống, nhưng lại không thấy giọt máu tươi nào chảy ra. Chỉ thấy thân thể người áo đen đó càng lúc càng mờ, cuối cùng thì tiêu tán trong không khí. Dân Phong nhìn ra xa, sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói: thân pháp quá quỷ dị, tốc độ quá nhanh. Và một khắc hắn chặt đứt mũi của đối phương, hắn liền cảm thấy đối phương đã tránh đi, mà cái hắn bổ trúng chẳng qua chỉ là một đạo tàn ảnh mà đối phương lưu lại mà thôi. Hắn không phải không muốn truy kích, nhưng đáng tiếc cho dù hắn vận dụng đôi giày trên chân thì cũng không thể nào đuổi kịp đối phương. Không chỉ có thân pháp quỷ dị mà tốc độ cũng nhanh tới mức khiếp người. Hít sâu một hơi, Dư Phong chuẩn bị rời đi thì đúng lúc này năm con liệt diễm sư tử cửu giai đang bao vây về phía hắn. Những năm con liệt diễm sư tử cửu giai đó trong mắt Dư Phong chợt lóe hàn quang. Hắn quyết định trực tiếp rời đi, nhưng đám huyền thú này lại cứ quấn lấy hắn. Nếu vậy thì